Liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi khiến 4 người trong gia đình thương vong, sau khi bắt giữ nghi phạm Lê Đình Thuyết, 57 tuổi, quê ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ việc. Trong sáng cùng ngày, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang tiến hành cấp cứu cho 2 bệnh nhân 6 tuổi và 4 tuổi liên quan vụ việc. Hiện hai cháu trong tình trạng đa chấn thương, trên cơ thể có rất nhiều vết đâm, chém, tiên lượng rất xấu. Các bác sĩ bệnh viện đang nỗ lực cứu chữa. Trước đó vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, tại thôn 4 xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, xảy ra vụ án mạng khiến ông Lê Hồng Tê sinh năm 1974 và bà Phạm Thị P sinh năm 1982 vợ ông Tê tử vong. Hai con nhỏ sinh năm 2018 và sinh năm 2020 bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an thành phố Quảng Ngãi đã có mặt, phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp với người dân bắt giữ nghi phạm gây án là Lê Đình Thuyết, 57 tuổi, quê ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là anh con bác của chủ nhà khi đang lẩn trốn sau vườn. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ tranh chấp đất đai. Trước khi xảy ra vụ việc, giữa ông Lê Đình Thuyết, 57 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có mâu thuẫn với ông Lê Hồng Tê, 50 tuổi. Trong ngày 18 tháng 6, khi Thuyết từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về Quảng Ngãi, đã chuẩn bị sẵn một con dao. Đến 21 giờ cùng ngày, Thuyết đột nhập vườn nhà ông Tê và ẩn nấp trong vườn chờ gây án. Đến sáng 19 tháng 6, khi phát hiện ông Tê mở cửa, nên Thuyết xông vào dùng hung khí tấn công cả gia đình. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã chạy lại kiểm tra thì phát hiện sự việc, đưa nạn nhân đi cấp cứu, phối hợp với công an bắt giữ hung thủ gây án. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.